nghệ sĩ ưu tú Chí Trung nể sức làm việc khủng khiếp của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Khi tham gia phim Lộc Xuân 2, Chí Trung cảm phục sức làm việc của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, bạn đồng niên sinh năm 1962. Năm nay, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung xuất hiện nhiều ở các phim Tết, gần nhất là Lộc Xuân 2 Don Lan Hương đảm nhận vai trò tổ chức sản xuất. Anh chia sẻ, khi còn công tác với cương vị quản lý tại nhà hát tuổi trẻ, không có nhiều thời gian chạy sâu. Cách đây vài năm, khi nhà nhà, người người làm hài, anh cũng ngại xuất hiện. Hơn nữa, nghệ sĩ ưu tú cho rằng, anh làm hài bà con không thích lắm. Tôi làm hài rất thâm, kiểu ngồi đó xem không thể cười được, nhưng về nhà ngấm thì thấy rất đau. Nhiều người nói tôi kén kịch bản. Nhưng có một chuyện thế này, phim nào kịch bản hay tôi muốn làm thì họ không mời tôi, hoặc có phim mời nhưng tôi không thích kịch bản của họ. Song lại có người đồn cát xê tôi cao nên khó mời, đồn thế là không hiểu gì về Chí Trung. Tôi hiểu làm nghệ thuật vất vả nên không bao giờ đòi hỏi chuyện cát xê, tùy tâm của nhà sản xuất. Thậm chí, nếu thích, tôi sẽ diễn không công. Nhưng với phim hài, trả cực nhiều tiền tôi mới tham gia, còn miễn phí thì không bao giờ, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung chia sẻ. Xuất hiện ở phim Lộc Xuân 2, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cho biết nhận lời vì đây là phim tâm lý tình cảm gia đình. Thêm vào đó, đây cũng là cách anh trả nợ cho người em Đinh Hường, nhà sản xuất bộ phim. Khi tham gia phim, Chí Trung cảm phục sức làm việc khủng khiếp của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, bạn đồng niên sinh năm 1962. Nhìn nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, tôi thấy phải tích cực hơn, không được lười biếng. Lộc Xuân 2 không phải là phim hài Tết mà là phim chiếu vào dịp Tết. Phim mang đến tiếng cười vui vẻ và truyền tải nhiều thông điệp nhân văn, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ. Lộc Xuân 2 xoay quanh những mối quan hệ gần gũi hàng ngày trong cuộc sống. Đặc biệt, phim khắc họa tình người đã kéo hai gia đình xích lại gần nhau như ban đầu sau bao xung đột, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua. Họ đã đón cái Tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Thông qua phim, tác giả mong muốn truyền tải thông điệp, chỉ có tình yêu chân thành, tình người sẽ hòa giải tất cả, khiến cho người gần người hơn. Đồng thời, phim giới thiệu nét đẹp và giá trị văn hóa của những phong tục truyền thống. Phim Lộc Xuân 2 có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Tiến Mộc, nghệ sĩ ưu tú Bà Anh, nghệ sĩ Trà My, Mai Long, Đàm Hằng, Hoàng Duca, Bảo Hân.